Xin chào tất cả mọi người và trong trận đấu này mình sẽ chơi vị tướng Gidu với bộ trang phục bậc SS với bộ trang phục là tập tiệc bãi biển ở với cái giữa cái thời tiết mùa đông lạnh giá như thế này. Chúng ta sẽ chơi vị tướng Gidu đầu chọc. Và hiện tại giờ team mình đang có vị tướng của Roman, Gidu, Valet, Laurel và Moren. Đối phương có Alicia, Jafit, Omar, Muret và John. Ok. Vào đây mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho vị tướng Valet với phép bổ trợ là cấp cứu Diram nhá. Hiện tại giờ thì Gidu thì vẫn có khả năng là đi hỗ trợ tốt với việc khả năng là khống chế cao đấy và khả năng cơ động vị tướng này. Nếu mà so về đội hình hai bên như thế này thì khá là cân bằng khi mà team mình đều có sát thủ xạ thủ và đỡ đòn đối phương như thế thôi đấy. Nhưng mà đội hiện tại giờ thì đấu danh thì hầu như là hai bên thì không thể trùng tướng nhau được. Ok, bây giờ thì mình sẽ ra hỗ trợ cho tướng Violet nha, hỗ trợ em yêu đến cùng luôn đấy, không bỏ em yêu đến một phút giây nào cả, không để cho em yêu bị cô đơn. Rồi xem xí một tí. Rồi, nhanh nào. Đó, anh em thấy chưa, khả năng khống chế rất tốt với việc khả năng là kết hợp nội tại. Từ từ. Cố gắng nhá, đi ram anh em đừng có hit kinh nghiệm của rừng nhá. Rồi, có lẽ là lượng sát thương mình lớn quá anh em ơi. Thôi. Có lẽ là té. Trời ơi, thôi hit kinh nghiệm rồi. Vừa mới xong hit mất một nửa kinh nghiệm kìa. Ok nào, từ ơi, Wonderman ơi, sao mà hành Jafit ghê quá. Thanh niên Jafit lại biến về rồi. Trời, còn một tị máu thôi, một xíu máu thôi. Bây giờ thì sẽ cố gắng đẩy trụ này luôn nha. Ra đẩy trụ luôn nào. Đây này, trụ. Và hiện tại giờ chưa đến phút thứ hai và chắc chắn cái nụ này thôi chắc không đủ thời gian này anh em ơi. Ô ma chơi luôn, quật luôn, chơi luôn, từ nha, đợi một xíu mình hồi chưa thức ra. Bây giờ mình sẽ kết hợp nội tại đã, lấy nội tại để có thể bắt được hai phát này nào. Đợi ba phát rồi, bắt này lên bắn này. Ấy, nó làm sáng em gì quá nào, sáng này rồi bắn này một mang thơm ơi, chiến công đầu ngọt thế. Rồi có lẽ té thôi, được chiến công đầu luôn này anh em ơi, và chắc chắn cái trụ này sẽ nổ với phút thứ hai đấy. Chứ gì đã có lợi thế rồi khi mà ăn được mạng và cũng như là hỗ trợ đồng đội lấy cái trụ đầu tiên của trận đấu với phút thứ hai thôi. Ơi, đừng bỏ em ra chạy chân gì chân dài thế, làm gì chạy nhanh thế. Rồi bây giờ thì có lẽ là xạ thủ bây giờ cố gắng lên đảo đường ganh zôn chứ. Ô, nhưng mà công nhận là bên dưới đường dưới vu nhộn quá, Jafit với cả Wonderman kìa, với cả Omar nữa cơ. Xuống đây luôn nào. Bây giờ mình sẽ ra gọi là đi trước một bước, từ nha, phát này là chết chắc rồi, lướt này, bắn này, ok, chưa cuối luôn, hết chạy rồi, lên bảng thơm. Đánh ram thì anh em cố gắng cơ động lên một chút, đừng có mà phụ thuộc quá vào xạ thủ làm gì cả, không phải lúc nào phải đi kè gì cả xạ thủ đâu. Giao tranh anh em phải có mặt luôn đấy là cái việc khả năng, thế nên là cuối game anh em sẽ có cái điểm hỗ trợ nhiều nhất team, đấy là việc khả năng đánh như cái vị đứng trợ thủ như là rammer đi hỗ trợ rừng, nói là hỗ trợ rừng thôi nhưng mà hỗ trợ những cái thời gian đầu. Có con buồn anh, từ nha, chuẩn bị đang có giao tranh ở khu vực đường rồng, bây giờ mình sẽ bị chạy ra hỗ trợ luôn. Bây giờ kệ cho con Dogman ăn con bột xanh đi. Đây. Rồi chắc chắn rồi nó. À đây có hàng họ. Có hàng họ. Ờ thôi chạy mất rồi à. Chạy đâu. Ờ, thôi. Xíu thôi, chắc chắn chết rồi nha Oma ơi. Oma ơi, chiêu cuối này. Ờ thôi. Bị câm lặng quá Elite không ấn được. Khó chịu vãi nhưng mà không sao, vẫn lấy được cái mạng của vị tướng Oma rồi. Khá là đáng tiếc anh em ơi. Nào bắn này. Rồi. Rồi nha.
Hiện tại thì bây giờ team mình đã hơn khá là nhiều với 5 điểm hạ gục với 3 điểm hỗ trợ dành cho mình rồi. Nói chung thì đánh vị tướng hỗ trợ thì mình cũng không ham hố là ăn lá mạng đâu anh em ơi. Vì anh em thể thấy là trong trận đấu này nếu mà muốn ăn mạng thì mình mang bộc phá mình đi KS rồi. Như đây mình mang cái cấp cứu đi leo danh thì cố gắng đánh theo kiểu là đồng đội một chút, cần có cá nhân. Cá nhân quá là thua sấp mặt anh em ơi. Nào bây giờ thì mình sẽ ra tớ đợi nó thủ vãi cả gặp Vurat đâu ra với. Chưa cuối này. Rồi, chạy đầu rồi, dính luôn nhá. Rồi chắc chắn. Ơ kìa. Moren, ôi giời ơi, Moren bây giờ bật chiêu cuối vậy. Trời ơi. Thôi té đi. Hết máu rồi, tham máu làm gì? Murat nó còn xung quanh đây đấy. À đây Murat chạy ra đường giữa rồi kìa. Ok, giờ mình sẽ lướt sóng và biến về. Lướt sóng biến về với hiệu kỹ năng vô cùng đẹp đó. Rồi. Đây tên nó. Bây giờ phải chạy theo xạ thủ chứ, lúc nào phải đi theo xạ thủ nào, bám đít xạ thủ. Đấy, việc khả năng anh em lời xạ thủ là rất là bất lợi nha, tại vì sao? Chủ yếu chính là anh em đi quanh cùng cái vị tướng đi rừng này để có thể hít kinh nghiệm thôi. Còn không nên ăn vàng nha, không nên ăn quá nha. Rồi, chiều cuối cái này. Rồi. Bảo ơ thôi. Đã không chế được Gafit rồi vẫn không nhảy được à? Chơi luôn mình đỡ cho. Lên bảng đi em ơi. đau quá. Ủa Gafit đuổi kìa. Ghê quá, đuổi hộ tôi cái, đuổi hộ tôi cái, quay lại bật luôn. Đó. Thằng này làm sao sống nổi. Tiếp tục nào. Rồi lên bảng nốt. Ok, bây giờ đánh mình cố gắng đẩy trụ thôi. Nói chung thì đánh phải cố gắng đẩy trụ nha. Không nên mải mê ăn mạng quá làm gì. Rồi. Xin cái trụ này luôn, bắn này. Ok. Bây giờ lên bắt luôn xạ thủ Zone nào. Giờ này băng trụ nha. Anh em đâu ôi thì dưa. Moren chả hiểu ý gì cả. Rồi đây. Vào luôn. Bắn này. Rồi mình khống chế cho chiêu cuối rồi lên bảng. Thôi té nha. Có cấp cứu mà. Phải mà. Ôi nó làm trắng em. May quá. May là mình vẫn sống được. Kìa một đam. Phí thật đấy. Quá là phí luôn. Một xíu máu thôi sẽ có một mạng rồi. Rồi, tìm luôn cái trụ này. Bây giờ nói chung thì lấy từng cái trụ một của đối phương. Anh em thấy là việc khả năng bị tướng Gidu bây giờ là đến thời điểm hiện tại thì nó rất là nhiều vị trí và vai trò. Đó là em có thể đi đường giữa được này với khả năng cơ động này. Đấy, và khả năng cấu gì ở nữa. Với cả vị tướng Gidu giờ có thể đi ram này, đi solo đường kinh công hoặc đường rồng chẳng hạn. Đấy, vị trí vị tướng này thì nói chung thì nó có cái vị trí đa năng. Đó, có cái công dụng thì thật sự thì không thể chê đâu được. Mặc dù là sau rất là nhiều chỉnh sửa thì Idu chúng ta bị giảm sức mạnh khá là nhiều, nhưng mà đến thời điểm tại thì nó vẫn có khả năng không thế tốt. Đợt trước là cái thời điểm mà mình nhớ là có một thời điểm là vị tướng Idu bị lỗi sát thương. Anh em sử dụng cái chiêu thứ hai bắn một phát hơn nửa cái máu của pháp sư. Đấy là một cái điều sự thật, nhưng mà bây giờ đã chỉnh sửa lại rồi. Rồi, chạy đầu đây. Chiêu cuối nó này, chạy đấy. Thôi, không khống chế được lắm. chết rồi. Té luôn đi, hiện tại đối phương đông lắm, đông quá trở ra mệnh anh ở đấy đó. Mặc dù là mình là trợ thủ nhưng mà mình cũng muốn sống. Rồi bắn tráng này, rồi xạ thủ rút lui nhanh. Ok. Tình hình là đối phương có vẻ là muốn băng trụ và thịt sơi tái mình lắm. Chơi luôn, kể cả băng trụ chơi luôn. Đây. Bắn này, rồi. Thoải mái đi. Thôi, có lẽ là hết máu rồi. Ôi, ghê thế. Cô về đi ham hố làm gì, xạ thủ Violet ơi. Mình sử dụng hết toàn bộ kỹ năng xong biến về được hồi máu và mana đã hết sạch mana rồi. Đấy. Các trang bị cho vị tướng này mình sẽ để ở trong clip nha anh em. Thật ra thì khi mà đi hỗ trợ anh em cố gắng mang cái phép bổ trợ cấp cứu đi để có thể hỗ trợ đội tốt hơn. Và việc khả năng thì cũng phải cần lên một số đồ phép để có thể là gây sát thương lớn nhá. Chứ còn anh em đừng có lên nhiều tanh quá cho vị tướng này. Tùy thuộc trận đấu thôi, nếu trong trận đấu không có tanh thì anh em không với mới cần lên thôi.
đấy. Ôi trời, ôi kéo hay thế. Trời ơi, từ từ, trời ơi, dính ngay vòng tròn chữ cuối của Alice, khó chịu vãi. Trời ơi, chạy chậm nhờ. Có cái trượng băng, hiệu ứng trượng băng rất khó chịu anh em ơi. Nào, chiều cuối này, tuyệt vời mặt trời. Ok, và chắc chắn thì bây giờ thì sẽ thịt nốt dồn, dồn lên bảng nốt. Rất là tuyệt vời. Ơ, còn một thanh niên nữa rồi, ơ, kẻ địch đồng hàng rồi. Ok, và trận đấu của mình đến đây kết thúc rồi anh em ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Yêu tất cả mọi người. I love you, bye bye.